Hello cả nhà, lại là Phương đây nha. Sáng hôm nay Phương ghé lại chỗ bún mì xào của cô Lan, chia sẻ một vài hình ảnh cho cô chú chị mình xem nha. Hôm nay cô Lan đã bán buổi sáng rồi nha cả nhà. Hôm trước thì chỉ bán buổi trưa thôi, hôm nay bán thêm buổi sáng nữa nha. Phía sau này ha, có thấy có cô Lan với Lệ Tú bán rồi nha cả nhà. Không thấy Lệ Trân đâu hết ha. Rồi, vào ghi nhận lại cho cô chú chị mình xem nha. Chào cô Lan. Dạ. Hôm nay bán thêm buổi sáng rồi nha cả nhà. Sáng bán có hai thao này ha cô Lan. Thao nhỏ ha, thao xôi bán sáng bán xôi với bánh bột rồi cả nhà. Hai thao ha. Bán hai thao nhỏ thôi chứ không có bán thao lớn như buổi trưa. Mấy giờ ra bán rồi cô Lan? 6 giờ. 6 giờ cô Lan ra bán rồi cả nhà. Bán mấy giờ dọn vô rồi cô Lan? 8 mấy 9 giờ vô. 8 mấy 9 giờ. Sáng chỉ có cô Lan với Lệ Tú bán rồi hả? Lệ Trân ngủ rồi không có bán à? Ủa bán sớm vậy à? Mấy giờ thức làm rồi cô Lan? 4 giờ hả? À, lũi làm hả? Nay cô Lan bán buổi sáng rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà có đi ngang cái đường Phạm Văn Chí á, buổi sáng đi làm á, ghé mua ủng hộ cô Lan nha. Ở 257 đường Phạm Văn Chí quận 6 nha. 6 giờ bán tới khoảng 8-9 giờ gì dọn vô, xong rồi 11 giờ dọn ra bán tiếp nha cả nhà. Buổi trưa thì nhiều món hơn nha. Buổi trưa thì có bún mì xào, chả giò, bánh ít trần nữa nha. Buổi sáng thì cô Lan chỉ bán xôi mặn, xôi bắp hủ với lại bánh bột thôi nha cả nhà. Sáng thì có Lệ Tú phụ cô Lan ha. Hai mẹ con bán thôi. Mấy cái này dạo này vậy Lệ Hà làm hết trơn hả cô Lan? Cô Lan đã làm rồi hả? Giao cho Lệ Hà hết rồi hả? Giờ tầm khoảng hơn 7 giờ xíu rồi nha. Dạ. Nhà nấu nướng hết rồi. Ai đi chợ cô Lan? Đi chợ ba đi. Dạ. Ba đi chợ hết. Lệ Tú đang ngồi ăn sáng. Vẫn 20.000 một hộp nha cả nhà. Đây có số điện thoại nữa ha. Cô Lan để cái bảng bán này buổi sáng cũng được mấy ngày rồi. Hai phần mấy ghé chia sẻ cho cô chú chị mình xem ha. Thao này bằng nửa thao buổi trưa ha. Còn nữa cả nhà. Thì Tú đang ăn. Sắp tới mùa rồi cả nhà. Sáng bán thao xôi nhỏ xíu rồi nha. Ở đây sáng ở đây mát lắm, khỏi cần che dù luôn nha. Nay xăng lên rồi cô Lan đi chợ người ta giao đồ có lên không cô Lan? Không, bệnh này có lên. Dạ. Ớt không? Không ớt. Rồi có xoài nữa hả? Sáng bán hai món này hả? Hai món là chưa bán đủ món, sáng bán hai món. Bán gì lát đi vô rồi mình làm công chuyện tiếng. Dạ. Bán nhiều quá tới trưa luôn rồi, trưa rồi làm đâu nổi nha. Ăn sáng nha, bán cỡ này được rồi. Sáng bán chút rồi đi vô. Dạ. Sườn bánh bột nè. Sườn bánh bột. Bột cho hết trước xoài à. Giờ này
Lệ Tú ngồi ăn sáng nè, bánh cuốn nè. Sáu giờ bán rồi mấy giờ dậy rồi Lệ Tú? Dạ, 5:30 vậy hả? Chứ mà bình thường là không áp lực đồng tiền á, thúc giục nó ngủ tới 10 giờ rưỡi nó mới dậy. Bình thường không có bán buổi sáng là ngủ tới 10 giờ rưỡi luôn hả? Dữ vậy. Bán xong vô ngủ tiếp. Bán xong nó ngủ tiếp. Ngủ được chưa cả bán? Ngủ được hay quá ha. Con mà ngủ mà tối mà thức cái là con hết ngủ lại được luôn. Giống như hôm này nè, gần sớm có đám ma đó, khi anh đi chôm đó, trời ơi, thổi gần tay sầm thức, 4 giờ mấy là hết ngủ luôn. Chôm mà phải khuyên. Sức mạnh đồng tiền. Được lãnh lương á. Đúng rồi, vậy phải làm mới có lương chứ. Có mấy giờ ngủ mà sáng 5 giờ rưỡi dậy rồi. Ăn nhiều vô mới lên ký chứ thức quá. Mà ngủ dữ cũng không thấy lên ký nữa. Tối có phụ làm gì không? Tối làm phụ. Phụ nè, ít chùm này kia rồi nhanh nát. Rồi 11 giờ đổ nát, đổ nát xem nó lên tăng không. À, vậy là tối cũng có phụ làm nữa đó. Mấy cái này làm ngày hôm trước chứ khuya vậy làm đâu kịp. Buổi chiều đi chợ làm tới tối. Ai cũng làm, mới làm cả nhà luôn á, mà còn vậy ha, có không kịp vậy ha. Thấy vậy chứ làm cũng lâu lắm ha con làm. Lâu mà củ cải không á là làm mấy tiếng mờ á, vừa xả vừa ngâm là ngâm mấy tiếng à. Cái củ cải này hả cô Lan? Xong rồi dắt hà. Nó mặn hay sao xả rồi bớt? Mặn lắm, muốn mặn lắm à, muốn mặn. Bắt đầu đem về phải xả nước lạnh, nước lạnh xong nấu nước sôi chỗ vô, ngâm 2-3 tiếng đồng hồ. Xong rồi dắt về xay. Lần làm 10 ký, 15 ký vậy đó. Trời, xài, vậy? Có máy ép luôn, có máy xài vô. Làm là hết buổi tối luôn rồi. Ờ, làm như bánh nút trần, làm như chả giò. Khỏi đi đâu luôn rồi. Khỏi đi đâu luôn, tôi nói nhiều khi bữa nào bữa nay chỉ có đi chơi, phải làm chuyện sớm mà không có được đi chơi. Mỗi người công đoạn hả? Để công việc đó. Để chân chiên chả giò hả? À sáng mới chiều. Bữa nào nó đi chơi thì em làm. Bữa nào đi chơi thì em cần cải. Sáng có Lệ Tú phụ cô Lan thôi nha cả nhà. Lệ Trân thì chưa dậy, chưa mới ra bán. Chú anh chị nào có buổi sáng có đi ngang đây thì ghé mua ủng hộ cô Lan xôi mặn với xôi bát bủ bánh bột nha. Cô Lan bán 6 giờ sáng nha cả nhà.